Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà một buổi chiều đẹp đẽ. Hôm nay mình xuống nhà Bùi Tôn, nhưng mà hôm nay xuống cái ao dưới này. Nó đang đi thăm ao rồi, nó được ngày nghỉ mà. Nó đang bơm ao cắt cỏ cá cho ao, cho cá ăn. Điện có nhà không bảo hôm nay em được nghỉ, và thế thì xuống làm cái video này. Nó bảo có con vừa đổ tôm, có con cá ở trong bát quái, vừa thế thì để đấy. Để xuống anh em quay video nấu ăn. Đây, dưới trang trại sướng lắm cả nhà. Cái khu này mình hay chia sẻ, khu này nó bẫy hay có ba lắm. Đây là cái đường vào nhà nó này, đường vào trang trại, trong ao. Lấy nước ở đây là hai bọn nó hay đánh bắt quái đây này, cái chặn đây này. Là ba nó hay rút vào lắm, tại vì ở đây là hoang dã mà cả nhà, nhìn thấy chưa? Cũng là của ao nhà người ta, nhưng mà chứ không phải là hoang, là bỏ hoang nó như thế. Một nửa này người ta ngăn lại ra làm cá vịt, còn một nửa này người ta bỏ cây núa, chán kiểu cá tép không ăn thua, cho nên là cái ba nó hay ở những cái đây à. Đấy, xong là mưa nắng là nó lại lên đây, nó sang đây đi ăn, nó lên cao đi đẻ đấy. Ở đây, ôi thằng em đấy, cho dọn vườn cho cá nè. Chú ấy dọn vườn đấy, ngày nghỉ xuống cái phát vườn gọn gàng để đốt đấy cho sạch đấy. Chú điện vào là trong bát quái không nhanh, một em chép gần chết trong đấy rồi đấy, thì cái giống là đánh bát quái này nó hay vào lắm. Em đổ cái kia lấy tép nữa. Đổ đấy, tiện thể đấy, nông thôn nó đổ lấy tép về nó kho cho chó đấy. Còn ao rồi chúng là đánh trong đấy, trong ao đây là toàn những là để lấy tôm để bán, ngày nào vợ cũng sáng ra đi bán tôm xong đi công ty, có ít họ mua nhanh lắm. Ui dồi ôi, cái này tép chết trắng nha. Đây cả nhà này, này. Dài này này, cả nhà nhìn nó mờ mờ đâu, trắng trắng. Đấy, tép nó cái trắng trắng này, nó vào nó ngạt thở đấy, không ra được kịp. Nắm ba lắm. Kể ba mà làm video ba mà nó có nhiều người xem ấy thì tốt quá. Tha hồ làm, lúc bố con nhà chú ăn chán mà. Trang trại, trại trang. Rộng chưa cả nhà? Có tép không? Không có nào. Cái này đổ đổ cá gì này. Con này về toàn kho cho lích ăn thôi. Đấy, chủ nhất đây là con. Chủ thả để cho chó ăn. Mưa lên cơ. Ôi, cái này mà mưa thì nó đi nhiều lắm nhỉ. Mưa lên. Úi giời, đấy. Bắt như này. Sao lại toàn cái con sần sặt ấy nhỉ? Không có. À, có cả cá giếc này. Đấy, cái loại cá giếc này, loại này mà ăn gỏi cá nhảy là ngon đấy. có cả cá giết cả nhà. Đấy, phải để cái này vào nó mới tươi. Đúng rồi, để cái đấy nó để cái chai nó thoáng đúng không? Đấy, từng đấy là cá hồ nó lên này. Đường này chó ăn thoải mái kia, ba bốn con cá giết ngon đấy nhỉ. Đây nè. Đây, xe cả tiến đấy nghỉ ở nhà trang trại có được nghỉ đâu đúng không? Cắt cỏ hàng đống à, kéo xuống cho cá ăn. Đây nó dính ở cây đấy à? Ừ, đấy. Đấy nhà. To nó ăn được rồi, cứ đôi cân đổ lên là ăn tốt. Mà không ăn cũng phải ăn, không nó chết cậu u đi rồi. Thế mà không ra là chết thối hết nhỉ. Cứ từ sáng đến trưa mày đi làm, hoặc cái tối mày đi làm mới ngó là chết ngay. Lại thêm con cua đấy. Làm 10 con cua đấy là thằng. Ôi dồi, con này to đấy, chú đâu đấy. Con kia bảo nó to mà. Ui dồi. Đấy bảo nó to, nó dính là sợ nó chạy chết thành nên thì thôi. Nhưng mà mày ra chậm khi là chết thật đấy. Thế còn con chấm gì đâu? Thả rồi. Thả ra. Sao mà một con chấm chết nữa mà? Chết vứt nhiều gốc chuối à? Vứt thì thôi. Thì có nghĩa hai con, một con chết và một con chết bạc rồi gì? Một con thả. Con ngoài đấy. Ừ. Đấy, con nhắc ngoài. Được cái món cua kia ăn mới ngon. Năm nay chấm mới được độ 3 hay 5 bữa cua. Cắm cái cọc lên. Không cần. Ừ. Bởi vì nó có cái chai rồi. À, có chai rồi gì? Cái này gọi là giữ để cho đỡ trôi nhỉ, cá to nó đỡ ủi đi. Đấy, này. Đấy, kìa. Một dẻo kìa cả nhà này. Đấy. Đấy. Ui dồi, con này to đấy. Đây, con này này. Ui giời. Nó thấy không? Ui. Cũng cần. Cũng em nhìn bảo con này ngon quá rồi. Con này đợt chú Xuân với chú Quyền bảo thả nó nào này. Có chú lận đít mãi đánh dấu chỗ nào. Nên ta thấy hai thằng nó bảo thả chục con chú, để là sau gạn này còn có cái con to để bắt về.
Thế này mà thế là giả dụ như là mà tô sáng mai mới đi đổ là lại chết thối cũng thối nhỉ? Chết ổng nhỉ? Nó không chết nhưng mà nó cái kiểu như là mình nó chết, miệng nó ngáp ngáp giống như đợt bác đổ đấy. À. Thế. Ừ. Thế về nấu luôn nấm thì không là nó mất máu ấy, ăn nó mất ngon. Thôi mày nuôi xe cả tiếng về để tao cầm cá về cho. Ngon quá cả nhà. Bọn này nó hay giúp vào bắt quái để nó ăn tôm ăn cá ăn ốc là đại loại đấy, ăn ốc. Chết mày ăn ốc đấy nha cả nhà nhá. Cứ mà chấm nó ăn ốc nó mồm mổ nó có cả ốc. Mà cứ đi từ sáng đến tối về là đổ là tháo nhau nó bị chết nhiều lắm chứ, nhưng cho nên phải chịu khó đi đổ. Nó ngạt thở mà. Mày còn ra sớm với toàn ạ, không có mà bố mày giả dụ như mà hôm đi làm là thôi là chúng mày ở nhà không có là chết. Chết con thủy quái to quá thôi. Mỗi em thủy quái đã chui vào lưới của Bùi Tôn. Thế là đã có bữa nhậu cho anh em mình. Mày hiểu không? Mày. Chào các thầy cháu. Chào cả nhà nhá. Mày. Mới học về. Đấy. Ở nhà chịu khó, nếu mà đi học thì phải tranh thủ, nếu bố mày đi làm thì phải tranh thủ ra mà ngó. Nếu mà có nào nó vướng cái là tháo nó vứt ra. Bữa bố mày bảo cả một con chấm chết to tướng, một con thả, một con gần chết. Còn con chết là vứt gốc cái gì. Cái giống này là nó cái này nó cứ vướng vào cái vây này. Ừ, đây. Nó vướng ở đấy à? Đấy nó găm vào cái lưới đây. Đây cái chỗ gù giữa này. Thế là nó mới không nó mắc ở đấy. Nó gầy đấy là nó không được ngóc được thở được. Thế mà bình thường là nước nó có oxy nhưng mà nó dìm vào đấy rồi. Nước nó tích. Thế là một em thủy quái đây đã dính lưới của Bùi Tôn khổ quá, to nhỉ. Quá to. Con này tao đoán phải chắc chắn phải bắt được 3 kg đấy. To này cơ. Nó dày mình này cơ mà. Nó dày to này mà, đúng kín đít chậu. Con này đợt thằng Xuân với lại Quyền nó bảo là để thả ra để lần sau này có cái ăn đấy. Tao vẫn nhớ, nó thả mấy con cơ? 10 con này với 10 con chấm thì. Ừ, đúng rồi đấy, bảo. Bên này 2 con chấm ốc. 2 con chấm ốc nữa. 2 con chấm ốc. Có nghĩa là nó thả 10 con chấm này bớt lại đúng không? 10 con chép, 10 con chấm. Tao vẫn nhớ. Mà đâu cái chấm sợ phải 2 cân rưỡi 3 cân rồi mà bây giờ nó phải có con phải 4 đấy, cân. Đấy. Thế cái đợt nó thả chỉ hơn cân đẹo rồi, thế bây giờ nhớ hết nhỉ, tại cơ bản nó thoáng đúng không? Nó có ít thế này. Nó có ít nhưng mà nó cũng thoáng. Thôi bây giờ chú mổ đi thôi, xong là làm món gì nhỉ? Rán giỏ lên xong là nấu hay là nấu chua. Ừ, lại nấu mẻ đi, nấu giấm mẻ đi, cho dễ ăn, cho theo cổ truyền là dễ ăn nhá. Là thủy quái, mổ thủy 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 quái đấy. Đã dính lưới nấu giấm mẻ. Mật cá chép đấy cả nhà. Mật cá chép. Cho vào đã xanh thế này à, nhưng cam nào. Đấy. Xanh nét này, mật cá chép cả nhà. Cho nút cả cái vỏ ấy vào. Thôi. Xem nào, xem nào. Đấy, nó to này. Ừ, nó to thế nhỉ. Con này nó to, nhá, mật ra chả to nhỉ. Eo cho mật vào trong rượu xanh. Nhạt thế. Tuyệt vời ngay. Ô, mật này bác Phẩn thích uống lắm. À, tí gọi bác Phẩn. Tôi gọi xem bác Phẩn với đầu bếp Hùng xem có nó đã làm về chưa nhỉ. Mật cá chép. Cho mỡ lợn vào cả nhà. Đấy. Cho mỡ lợn vào đang đun dò mỡ để rán em thủy quái. Em thủy quái khổng lồ đã chui vào trong bát quái của Bùi Tôn đánh bẫy tôm. Úi giời ôi. Kín chảo cả nhà. Nước là nạ thật đấy. Kín chảo luôn. Thế bắt đầu mới lọc nước mẻ dã ghệ vào nha cả nhà. Lấy chuối xanh cho vào nha cả nhà như thế. Lấy một loại chuối xanh vào. Một hàng dừa chú vừa rồi lại rộng thêm một hàng dừa đây này. Dừa thêm một bờ ao. Cây hoa đu đủ quen mình hay ăn đây cả nhà. Các bạn nhìn thấy không? Chỉ có bác Biển xuống ăn, còn nhà nó không ăn nó vật hết đi. Một cây đây, một cây ngoài kia, đu đủ đực. Lần nào xuống là thấy là bẻ ăn luôn. Đấy, cây nhà lá bao thế chưa? Hôm nay làm hẳn bên này nhá. Hôm nay làm hẳn là gắp ăn cho đã. Ăn cây nhà lá vườn. Ừ. Cho hẳn cái này. Hôm nay cho hẳn nguyên một nải này vào. Bác Phẩn mà thích ăn chuối lắm. Ô quên thế. Phải điện bác Phẩn đi Hùng ơi. Xin chào cho hôm nay lại món huyền thoại. Món này được đấy. Kết mẫu quả mật nữa. Mật có, tôi nó vừa vắt mật vào rồi.
Văn mật mày mày bác phải là thích ăn rượu mật, uống rượu mật cái chép này. Mật này bỏ vào phát đã đẹp. Chào thấy họ rửa thì năm nhà họ rửa thì họ bảo ăn cả cái vỏ đấy nó có độ chát nào. Không, vẫn hớt qua như này. Đây này chủ yếu để cái cùi này. Không, họ bảo ăn cả vỏ này, ý là vỏ nó có độ chát hay thế nào. Ta thấy nhiều nhà ăn được tất. Đấy, rất mấy chùm này, chùm này cả gai chuẩn bị ra hoa rất nhiều. Đấy, mấy chùm đấy ăn ngon ở trên đấy. Rất đi. Ui, cái cành dưới hùng ơi, thẳng dưới tay xuống đoạn cái cành dưới xà ra cửa ao ấy. Ông này đến mùa vải một mình không ăn. Vải này mấy nữa rồi, vải này nhà nó ngọt lắm nhưng mà không biết có đậu được không. Như này đậu không, nhà nó không phun là nó hay bị sâu tấn công. Năm ngoái nó mấy chùm ăn sướng thật. Thôi bây giờ cả ngày ăn thế là thôi. Ăn thế à? Sao ăn nào? Rẻ thôi. Ăn rẻ rồi. Ôm tí mà cấu bố hết bố ăn được. Ăn cái này ngon lắm, ném vào mấy lại chậu giúp. Còn cây đây nữa cả nhà này. Bảo nó bớt cho hai cây cà gai lại. Để ăn. À. Ấy, thái mỏng mỏng nữa ra cho nhanh chín. Đấy. Đen xì tay rồi. Đen xì. À thôi. Màu đen này mới là màu đen có tiền. Mà màu này mới màu sạch không bị hóa học. Nông thôn nó móng chân tay vàng đó mà mới làm chuẩn đấy. Đấy. Đây là nhựa chuối. Ai à, hôm nay còn đeo vòng phong thủy nữa kìa. Hôm nay anh rơi. Mọi hôm để lâu quá. Đeo vòng phong thủy chịu ông. Thế là hôm nay ở nhà. Hôm nay ở nhà thì đấy thái thế xong bắt đầu là cả nhà nọc nước mẻ vào đây. Nghệ chờ cháu đang giã nghệ nọc nước mẻ thế là đổ vào nên là cho chuối xanh mà ngon lắm. Đấy. Nghệ già vàng thế nhỉ. Đấy, nghệ nó phải đỏ này. Đấy. Nghệ này là người ta trồng ở gì thiên nhiên nó không phải như trồng trong chậu. Cái giống này cả nhà càng nhiều nghệ càng tốt. Múc nước vào. Rầm rộ râm ran chè xanh. Đấy, mình dưới lẻ nó ngấu thế cơ mà. Đấy, cho vào đấy cho nó lên. Cả nhà thấy không? Đấy. Càng nhiều nghệ càng tốt nha cả nhà nha. Giấm cá mẻ này, nấu mẻ này nó phải thế mà. Cá nấu mẻ, chuối xanh. Đấy, nọc vào đấy. Ui dồi. Anh thì cứ khóa xong cái là anh sắt nhanh là phải nọc lúc coi được cuối cùng mới nọc này. Có nhiều nước không? Nhiều nước không? Không sao. Húp hết toàn như ông bây giờ ăn uống đi lao động nhọc về là mỗi ông húp một bát con là hết. Nấu chua này là hết. Nấu chua hết. Đấy. Chuối là chuối này đổ vào luôn đi. Để cho nhanh dừ. Đấy. Ôm xót kìa. Ôi xót quả. Thôi để luôn cả quả đấy được. Để luôn. Thế thôi làm ăn cái gì nó chả phải xót. Nói thôi, không có này kiện nhau là chết. Nó không đều, không đều đâu. Nó ngoại bảo sao này tớ lại được cái quả to như này. Ngon như cả nhà. Quá đẹp. Đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Thôi chứ thôi tí nữa lọc chứ. À đã xong. Bao giờ vào mâm chiến đấu một con thủy quái khổng lồ nấu với lại chuối xanh. Đấy, mời cả nhà ăn cùng với anh em mình nhá. Mời cả nhà đấy. Nào, anh em mình đấy. Vâng nhá. Đấy. Con thủy quái thì hơi lắm đấy. Mời cả nhà nhá. Này lâu lắm đấy. Ăn hôm nay ăn cơm ngoài sân tối tối rồi. Ừ. Thằng cháu rất rất là thơ vào đây. Rất hành ấy, đấy. Thánh rất hành. Nói cho gọi là các gia vị nha cả nhà nhá là thôi ít một nửa rồi tí ăn tiếp. Đấy. Ây da, uống một cái chấm à, cái chép nhà nó ngon thật, nó lâu năm. Con này nó đúng ra là phải từ vụ trước đấy. Kèm giúp mơ hết. Thao ăn nha, hôm nay các bố thao diễn. Hồi nong ăn bún với ăn cá thì nong luôn gấp cho em ăn xoài sụ xanh cái kia là chua. Ôi, cháu ơi rót cho anh Toản kìa, cái cốc kia kìa. Úi dồi, bỏ. Nó quên anh ấy. Nó quên anh rồi. Tại anh ấy là anh ạ. Anh ăn anh hay đổ hay đổ tội cho nó. Vẹ hai cân dưa vẹ phải cân lên còn có hai còn có cân ba còn bảy nặng nữa đổ nó bảy nặng dưa ở đâu rồi một ăn còn cân ba nó ăn mất bảy nặng nó ăn ăn đậu xanh càng tốt nha. Sợ nó không? Đấy cứ đấu cả chảo này cả nhà này ăn kiểu này nó ngon nó dân dã cả nhà nó như thế phải vớt đi cho nó nguội. Mặc dù thời tiết hơi nóng nhưng vẫn thích ăn kiểu này. Bốc vác mạnh lên các cụ nhá. Chuối ở đây hơi nhiều đấy. Đấy gỡ cá xé đi. Đấy. Dài đấy. Đấy ăn. Đấy úi dồ, thấy chưa? Đây nhá, không ăn xương thì hớt đầu này vào. Thế gấp trong.
Đấy, gắp cho xếp long. Xếp long chịu khó cắt cỏ cho cá ăn lắm, cho xếp long ăn cái ba chỉ cá. Đây này, xếp long này. Thằng này gọi là thằng vua nghịch, thánh nghịch. Nói chung là cái huyện mình thì chắc là thằng này là không ai là số 2, nó là số 1. Nên nhiều khi là các bạn thông cảm đến nhà nó bừa bọn bố mẹ chỉ dọn một lúc xong một lúc sau đi đâu và nó lại bày ra rồi. Bày ra như cũ. Còn nó bẩn hơn. Thằng này được cái biệt tài nó giỏi lắm, nó câu cá ngoài ao mà rất giỏi. Chưa này bác thấy nó câu con cá ác thật. Nó có bài mồi của nó câu ác lắm. Ôn luyện lên này chuẩn bị câu. Chuẩn bị mùa hè này anh tí anh về câu. Mèo để bố con ăn cơm rồi về nó cho mẹ mèo vào cái hộp đá, mèo con vào hộp đá thì bố nó sống thế sao này. Cái thằng ôn này này kiểu nó sợ mèo nó rét thì à, nó nóng cho vào tủ lạnh, cái hộp đựng đá nên nó bỏ mèo trong đấy chịu luôn, mẹ nó toàn khám phá kiểu nghịch ngầm. Xong là chó cái tầm mỗi yến thôi là nó thả mồi vào cái cho gà uống nước ấy, là chó cứ lúc nào đéo rút ra được thì năn ao chết nổi cái bành, hại não thằng này, nó hại não lắm. Thằng này nó nghiên cứu từ thông minh, nó nghiên cứu đồ bẫy. Con quỷ quái này phải làm bộ vảy này cả nhà. Đấy, bộ vảy ăn giòn chứ hôm nay chú dán bộ vảy ra được ấy. Nó ra vảy cá chép, các họ bán vảy cá chép là chữa được bệnh khôn da đấy. Nó giòn mà. Ừ, đang ngu ăn vảy cá chép giòn này là khôn là thông minh nha. Đấy. Mới tội nóng. Không view được chi tới canh rồi. Ngoằm cái là 9 rưỡi ngày. Nhưng đồ này mà view nó nóng bỏng nữa ấy. Ừ. Này, đĩa hoa quả này, đĩa bún này quê được chưa chia sẻ cả nhà đấy, đĩa bún này, đĩa hoa quả khổng lồ chưa đấy, dứa rồi là xoài đấy, bên này đấy, xoài dứa đấy, bữa ăn dân dã này mà nó ngon cả nhà, nó vui vẻ, nó ngon lắm, đĩa ăn kiểu nóng là ngon. Chơi rồi, chơi hôm trước rồi cu đấy mà thôi, nhưng không sao lại được quên. Ừ, ăn nó không có độ cay, nó mất ngon. Theo cắt ra hộ cả chỗ kia kìa, bằng vào cái kéo. Đấy, muối băm xong rồi cho vào. Không có ớt tươi mà. Ớt tươi nó chợ mua đủ hết, ớt tươi, rau thơm, rau cỏ. Băm nhỏ cho đây vào là vừa. Đâu ở chỗ nào? Nắp bể đấy. Băm có chục quả. Đấy, đầu cá chép đấy. Đầu thủy quái. Đầu thủy quái. Cái này nó vào bắt quái giữ cái con này. Nó vào bắt quái gọi là thủy quái. Mình hay nói tiếng gạo cho vui nha. Nào bạn là bình luận mà thủy quái đâu cái con cá chép này. Con này phải 3 cân đấy bác bạn ạ. Đấy. Đấy là bà thêu bà lại cắt ớt vào, bây giờ mới lại nhớ cho ớt vào đấy, cắt hết từng đấy quả vào. Tiếp ớt. Em nói con này mà chép trứng là chết rồi. Ừ. Con này mà chép trứng là chết. Những con này mà thằng này mà giờ hôm nay mà nó không ở nhà là tối về tầm này mới ra đổ là chết. Ngạt thở là chết ngay mà. Nó quặc vào cái mu ở cái sống lưng nó, cái xương trong cái gai đấy. Ừ, thế là nó không ngóc lên được. Nó thường hay quặc cái đấy, nhảy cái giống cái chép này hay bị quặc cái gai ấy vào cái vó viết đấy. Cho to lên tí nữa. To à? Ừ. To sợ nó dư. Chưa. Được rồi. Dán mình dán ấy nó ngon nhỉ. Tuyệt vời ông mặt trời nhỉ. Công nhận đầu bếp Hải chỗ này mải làm ăn có mấy phi vụ ngon đấy nhỉ. đầu bếp Hải chủ nhật này về và hết việc rồi chú ạ. Chưa gì đêm qua mà chú biết cháu chủ nhật về mà về làm gì mà hết việc rồi. Đấy, tăng thêm đi ớt, tăng thêm ớt rồi. Đấy, màu mè trong. Để cả nhà cái lấu kiểu này ăn rất ngon đấy cả nhà nhá, ngon lắm. Nóng ăn bún đi cháu, bún nước ngọt, ăn bún đấy, có bỏ chấm rồi bà anh luôn anh múc nó. À bộ ruột à? Bộ ruột đấy em chỉ thích là nguyên, còn nguyên cả pịa luôn. Cả pịa, nhưng mà phải làm, đáng lẽ ruột là phải làm một chén đi, xong ăn, xong ăn. Ruột là phải uống riêng một chén đi. Bèo quá rồi nữa, thời gian kéo, cá đói. Anh kéo bèo vào hả? Cái bèo gì nó tự, gì đấy mà hết sạch rồi. Mà hết. Mai ông này không sợ đấy. Cái dâu nó tự màu hết. Đây cứ trôi xanh lét luôn. Thế nó ăn nát. Đây tôi đang nghĩ là chết. Quằm ấy bộ ruột phải làm một chén. Chết nhiều. Sạch ao.
cắt cá hơn lá rau ăn nó rất bùi bùi ngon. Chuyện cá ăn cái loại ruột này là cá nó ăn toàn tôm ăn rất bùi mà nó kiểu béo béo ngậy ngậy, nó không sạt sạt đúng không? Kiểu nhưng mà như chơi long nó câu cá rồi. Không, đấy là câu nó câu ở ao này, ao dưới nhà mày cơ mà. Bịa cá chép. Sữa cá. To lắm này, đã hết một nửa chưa? Một mặt đấy, chưa? Mới hết một mặt. Mới hết một mặt rồi, đấy còn mặt nữa. Này cả nhà cứ ăn cái dầm dầm mặc dù nóng ăn cái kiểu này vẫn ngon. Nhìn chảo cá cứ sạch 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 nước. Thơm phức cả xóm luôn, nó đặc trưng nhỉ. Ui à. Phải làm tí nước này cho nó mùi mật cái này đúng mật to nó đắng đắng nhỉ. Mật to. Ừ. Làm tí nước nghệ, giấm mẹ nghệ thơm lắm cả nhà. Thực ra con cái cá chép mà cái mấy này con cá chấm thì tao nói có khi nào nó đuổi nhau là nó giúp vào thôi, còn cái con cá chép mà tại sao cứ hay vào bắt quá nhất là lý do gì? Nó ăn tôm đúng không? Tao nghĩ thì ăn tôm mà. Ăn tôm mà ốc. Cũng ốc nữa. Nhưng ốc tỷ lệ họ bảo nó ăn ít hơn. Vào bắt quá nó sẽ ăn tôm mà ốc. Đúng rồi. À chỉ thích cá chép vào. Cái giống này nó quyện, bao giờ nó vướng nó quyện dần dần nó. Ừ, nó đuổi vào đó. Ba ốc thiện chí hơn. Ăn ốc trước người ta câu ba tình câu bằng ốc đâu ốc. Cái đợt là xuống quay châu chấu nhảy, ui dồi, một đổ một cái bát quái 10 con chép à 11 con. Cứ như nhảy lên nhảy thì thích thật toàn chép giò. Lâu lắm mà không gặp chúng em Hùng nhỉ. Đấy rượu mật cá chép. Được cạn được. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Rượu không bao giờ cạn. Này bây giờ nhá, vịt già phải nên uống mật. Nhưng mà hôm nay hôm qua không uống. Không bao giờ này, hôm qua là mỗi anh em một cái, một buồng gan một quả mật ăn ngon thật. Đúng thế, cái vịt mà ăn hay là cái con này ngày xưa bọn thằng Hải nó làm mất. Nó xe nó te vào. Cũng có khả năng. Có khi con đấy có khi bọn thằng Hải ngày xưa nó làm mất. Đấy cũng ngon. Thế từ hồi đấy cả. Mất thì nó trả xuống ao ấy. Không, nói hôm nay xuống ao. Ao thì cạn ở đấy cho em tìm rồi, không có vết chân luôn. Không xuống đó. Xuống nó, là phải có nốt chân. Nó đi từ trên xuống dưới cái ai ấy nó kè làm sao. Tất cả mọi thứ kè xuống bùn phải có nốt chân. Trong vòng của mẹ có mấy phút ấy, đi tìm và thấy mà có vết chân nó bò nó biết. Có khi nó vẫn ở núi ở những cái dãy. Còn là ổ dễ giết là thôi. Nó có vị đặc trị, ui dồi nhiều lắm này. Còn nhiều đúng, mới hết con nửa con, ui dồi. Đây, lấy cái xẻng này không có tưởng là hết này này. Ui dồi, vẫn còn nữa. Mới hết cái đầu với cả cái. Ui dồi, đây là cả nhà này. Đấy, vẫn còn nguyên một nửa. Đặt luôn lên cạnh này. Đấy, ui dồi. Nhiều quá. Hầu như còn nguyên con cá. Trái còn mập. Đấy. Tưởng hết rồi. Đấy chưa? Vẫn ăn mạnh vào. Mà một hôm nay vẫn bệt. Về 10 cũng là. Nóng quá. Nóng. Thế mà cũng không cay mấy nhỉ? Không. Mấy ớt này. Ớt này không cay, nó không như ớt nhà mày. Đi theo ơi. Mời cả nhà. Có 2 con ba cái nữa, chén này gì nữa. Hồi 2 con đấy thấy bảo cho chú Hạnh. Chú Hạnh à? Ừ. Hạnh ngày hẹn chủ nhật cơ. Hạnh ngày hẹn chủ nhật vào đấy. Cho chú út cho mình 2 con ba đang cho. Tối mai xuất hiện, không xuất hiện là mất. Tí nữa về, không biết tao có quay cái tí nào không có nhỉ. Gửi cho nó, không có khó gửi đâu. Mình hệ uy tín mà nói là không bao giờ nói điêu. Uống nó tiêu hóa. Chiếc canh vịt đấy cũng phải nên uống cái tí mật vịt vào. Biến mang về bảo đấy ba con ấy đứa để cho nhà nó một cô con gái. Ừ, ngon. Vòng có 8 phút con có một xì à chứ đâu muối muối ta quên chở đâu 20 cân muối rồi mà hàng bao nhiêu là muối đâu rồi bịch muối cứ xem muối té hết cho cá chưa té chưa còn đấy bớt lại mấy con nên không té bớt lại mà ăn thôi. Bác phở nó không lên thế. À. Mật cá đúng sở trường của bác này. Mật thủy quái này. Không nấu cái chuối này hợp. Chuối nó non như này đúng ngon đấy. Đấy cả nhà mình đã chia sẻ đây mải chuyện quá này. Hôm nay này. Chuối đây sao hết rồi? Xuống ao dưới nhà Bùi Tôn đấy là chú đi làm chú nghỉ ở nhà nhưng cái bát quái này là may là cũng không có là cũng chết không ăn được đâu. À, cái giống cá này nó hay giúp bát quái lắm. Nên là con này to này, ăn vẫn còn nửa đây cả nhà này. À, nửa. Nó to thì nó kích vào bát quái còn nó vào bấy thế là không nhanh thì cũng chết. Thế là gọi anh em lại xuống lại làm mà con cá này chính xác là gạn nứa vừa rồi trước nên là chú Tôn với chú Quyền bớt lại chép 10 con chấm 10 con để lần sau gạn còn có cái loại này khủng này ăn. Đấy, hai chú cáo kinh lắm. Đấy, chú Quyền chú Xuân nhá nhìn thấy cái đã một con ăn rồi còn hai con chấm là bị chết chú Tôn chú chôn gốc chuối rồi còn có 9 con chép đấy, đấy như là thớ thịt gà đấy. Chú Xuân với chú Quyền cái hôm đấy thì mình thấy hai thằng nháy nhau nào cứ ném ra để nứa sau gạn. Nó còn có đuôi. Con này có đuôi. Tao bảo Tôn ngay rồi ít gì của Xuân. Có đuôi à? Nó có đuôi.
rồi còn quái nó cấu đuôi đánh dấu ấy. Đánh dấu, thế là mai mốt hạn đấy là của nó. Nếu đúng còn cấu đuôi là. Thế mà cứ nứa này năm nay sang năm nhảy năm vừa rồi cứ gọi năm hai năm gặm một lượt đấy làm gì nó chả to chả rắn như là tre. Ôi video mình chia sẻ là thủy quái nấu với lại chuối xanh giấm mẻ nha cả nhà nha, ngon lắm. Nên mời cả nhà ăn cùng anh em mình, video nó cũng dài kết thúc. Chào các cả nhà ạ. Chào cả nhà nha. Chào Đinh Xuân nha. Gặp lại cả nhà. Tiếp theo anh em mình chuyên chia sẻ những bữa cơm gia đình dân dã rất là vui.